Xin chào Diamond, xin chào tụi mình là Sunflower Team. Với mình thì Seventeen là mục đích sống. Nếu mà không có Seventeen thì cũng sẽ không có Sunflower Team. Với mình thì Seventeen giống như là người đã đem đến cho mình thêm thật nhiều điều mới. Như là đem đến hướng dương cho mình, cho mình một Querencia. Seventeen Seventeen là bạn mình. Đối với mình thì Seventeen chính là nguồn động lực để mình có thể sống tốt hơn, để cho cả thế giới này thấy khá đắt chúng mình giỏi như thế nào. Good.